Rồi, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc nha. Hôm nay mình giới thiệu anh em một cái dòng tai nghe Realme. Tai nghe Realme. Đó, xài rất sướng nha anh em, tai nghe Bluetooth. Nó có hai tai luôn nha. Đó, pin xài điện thoại cho anh em thoải mái luôn. Anh em xài liên tục 4 tiếng đồng hồ chưa hết pin nha anh em. Đó, tai cáp sạc này, một cái mút tai nghe kèm theo cho anh em này, một bộ mút này. Một dây cáp sạc này. Đó, và tai nghe thương hiệu Realme, xài rất là sướng. Mình đã xài tay này, mình đang xài luôn hai tay cho anh em. Đó, có nút chỉnh âm lượng ở trên tai hết, nút nghe test nguồn và chỉnh âm lượng trên cần tai nghe hết nha anh em. Giá đang thị trường là 350 nha, mình fix cho anh em hôm nay giá nó chỉ còn 220 thôi, 220.000 là anh em sử dụng một cái tai nghe này nha. Rồi, thằng ấy chào cả nhà nha.